Hi, chào bạn. Hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Genus Tempo 1.0. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, màu sắc là màu xám, màu xanh cam. Giá xe đang được bán với giá 4.500.000. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genus Tempo 1.0. Bây giờ shop sẽ tiến hành quay cận cảnh cho bạn xem. Con này được trang bị hai thắng chính và hai thắng phụ. Ngàm thắng là Winzip. Cho lực bóp rất là nhẹ và êm. Tên con xe là Genus Tempo 1.0. Khung sườn được làm bằng nhôm, có cái chuông theo xe. Tay đề con này là tay đề Shimano Seat. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genus Tempo 1.0. Màu sắc con này là màu xanh cam. Tay thắng là Winzip. Khung sườn được làm bằng nhôm, mối hàng là mối hàng vảy cá. Yên là yên Genus. Cốp yên là cốp yên Genus. Tên con xe là Tempo 1.0. Ngàm thắng Winzip. Genus. Pedal theo xe, pedal thường. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genus Tempo 1.0. Genus là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano Tony TZ. Do dĩa con này 3 dĩa. Sên con này là sên 7. Clip con này clip vặn 7. Hiệu Ata Index. Sên là sên 7, clip là clip vặn 7. Cùi đề clip con này được trang bị cùi đề clip Shimano Tony TZ. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật pháo mở nhanh. Niền là niền Genus. Vỏ CT Czak. Giò dĩa theo xe, giò dĩa thường 3 dĩa. Cùi đề đĩa Shimano Tony TZ. Trục giữa con này bật đạn, cốp vuông. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Vỏ là CT CZ. Niền là niền cao 4 phân. Câm là câm tròn. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genus Tempo 1.0. Gồm hai thắng chính và hai thắng phụ. Bánh trước dùng ti bật tháo mở nhanh. Chất liệu nhôm con này là 6061. Size con này là size S. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genus Tempo 1.0. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 4.500.000. Tên con xe, thương hiệu con xe là Genus Tempo 1.0. Ngàm
hàm thắng gom, khung sườn là khung sườn nhôm, mỗi hàng là mỗi hàng vảy cá. Yên là yên chinh ích, cốt yên là cốt yên chinh ích luôn, bê đan theo xe bê đan thường. Cùi đề đĩa Shimano Tony TZ. Cùi đề đĩa là Shimano Tony TZ. Giờ dĩa con này là 3 dĩa. Sơn con này là sơn 7. Clip con này là clip bằng 7. Cùi đề clip cũng là Shimano Tony TZ luôn. Bánh trước dùng ti bật hả mở nhanh. Nền là nền trên ít. Hàm thắng là win zip. Bê đan theo xe bê đan thường. Tên con xe thương hiệu con xe là trên ít Tempo 1.0. Giá xe đang được bán với giá 4.500.000 đồng.